Trung Quốc Đài Phường Nhộn tập 6. 1:30 câu lạc bộ thể thao nữ thế giới. 2:00 thời trang và cuộc sống. 2:30 phim truyện Việt Nam Ngọn Nến Hoàng Cung tập 39 và 40. 3:30 ca nhạc dân tộc, giai điệu quê hương. 4:00 khám phá, cứu hộ, giải cứu. Bây giờ kính mời quý vị và các bạn bắt đầu theo dõi chương trình truyền hình tối nay. Hãy tưởng tượng khai sinh một chiếc tivi khiến mọi căn phòng đều trở nên sang trọng và rộng rãi hơn. Xin thông báo, bây giờ là 19:00. Chào mừng các bạn và các em đến với chương trình Bí mật gia đình. Chương trình này do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Chúng tôi xin cảm ơn nhãn hàng Azizon của Công ty Ajinomoto tại Việt Nam tài trợ cho chương trình này. Người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay là MC Quỳnh Thương. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với trò chơi Bí mật gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, cuộc sống gia đình của chúng ta luôn luôn ẩn chứa rất nhiều những bất ngờ thú vị. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau khám phá những bí mật gia đình rất đáng yêu từ phía ba cô bé. Thế nhưng trước hết chúng ta hãy cùng dành một tràng pháo tay để làm quen với các bé trước đã nhé. Chào con. Xin chào cô Bình Hương. Con tên là Bùi Như Mai, năm nay con 8 tuổi, năm nay con lên lớp 2. Con học trường tiểu học ở thị 6. Như vậy thì con sẽ có một gia đình nhỏ. Và bây giờ thì cô Quỳnh Hương rất là muốn con giới thiệu về gia đình của con nè. Gia đình con có 4 người, ba con, mẹ con và em con. Em con bao nhiêu tuổi? Dạ em con 3 tuổi, ba con tên là Bùi Văn Hiệp. Năm nay ba con 35 tuổi, ba con làm nghề kỹ sư. Mẹ con tên là Nguyễn Thị Ngọc Trang. Năm nay mẹ con 36 tuổi, mẹ con là nghề bác sĩ. Như vậy thì ngày hôm nay ba hay là mẹ con đã đến đây chơi với con? Dạ hôm nay con đi chơi chung với mẹ. Mình mời mẹ ra nhé. Con mời mẹ ra chơi chung với con. Dạ chào chị. Chúng ta hãy cùng làm quen với bạn chơi thứ hai. Chào con. Chào cô Quỳnh Hương. Con có thể giới thiệu một chút về con được không? Dạ. Con tên là Nguyễn Trương Yến Phi, năm nay con 8 tuổi. Con đang học trường tiểu học Đuốt Sống. Rồi, con bây giờ sẽ giới thiệu một chút về gia đình của con nha. Dạ. Gia đình con có 5 người, ông bà ngoại, ba mẹ và con. Như vậy con có thể nói gì một chút về mỗi thành viên trong gia đình nào? Ông bà ngoại con bây giờ đã nghỉ hưu. Ba con tên là Nguyễn Công Phương, mẹ con tên là Trương Thị Hồng Phương. Ba con đang làm nghề kỹ sư, mẹ con đang làm tại công ty Chasimex Sài Gòn. Ừ, như vậy thì gia đình của con có 5 người. Dạ. Vậy thì ngày hôm nay con đã quyết định là mời ba hay là mời mẹ đến đây chơi nào? Dạ, con mời ba đến chơi với con. Mời ba ra nào. Ba ơi, ba đâu rồi? Xin chào anh. Chào Quỳnh Hương. Dạ. Chúng ta làm quen với lại bạn chơi cuối cùng nào. Chào con. Con chào cô Quỳnh Hương. Con có thể giới thiệu một chút đi. Dạ, con tên là Nguyễn Ngọc Phương Thảo, năm nay con 8 tuổi. Hè này con lên lớp 3 trường tiểu học Lương Định Cổ. Thế thì gia đình của con như thế nào, con sẽ giới thiệu một chút xem nào. Dạ, gia đình con gồm 4 người, đó là bà ngoại, ba, mẹ và con. Ừ, như vậy là con là em bé duy nhất trong nhà, hẳn là sẽ rất là được cưng đúng không nào? Ừ, như vậy thì con sẽ mời mẹ hay là mời ba đến đây cùng chơi với con vậy? Dạ, con mời mẹ đến chơi với con. Chúng ta mời mẹ ra nhé. Mẹ ơi, mẹ đâu rồi? Xin chào Quỳnh Hương. Xin chào chị. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng 1 của trò chơi Bí mật gia đình. Ở vòng chơi này thì ba quý vị phụ huynh đã được vào trong xoay aerobic và nghe nhạc hoàn toàn tách biệt với không gian của chúng ta bên ngoài.
Trong lúc đó, ba em bé ở lại với trường quay và cùng nhau vượt qua ba câu hỏi. Sẽ có hai câu hỏi với đáp án có sẵn, các bé chỉ việc chọn một trong ba và sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với cha hoặc là mẹ mình. Còn có một câu hỏi mở duy nhất, các bé sẽ ghi được đến 100 điểm nếu có câu trùng khớp, câu trả lời trùng khớp với lại bố hoặc mẹ. Bây giờ các con đã sẵn sàng chưa? Chúng ta cùng đến với câu hỏi đầu tiên nhé. Câu hỏi đầu tiên được bắt đầu từ bé Như Mai. Như Mai ơi, con có thích được đi chơi xa không? Dạ thích. Thế con thích đi đâu? Dạ con thích đi tắm biển. À con thích đi tắm biển hả? Con có đi tàu lửa qua chưa? Dạ rồi. Thế con đi máy bay qua chưa? Dạ chưa. Con sẽ thích đi phương tiện nào nhất nếu mà con được đi chơi xa nha? Nếu con được đi chơi xe thì con sẽ thích đi xe ô tô hơn hay là xe lửa hơn hay là máy bay hơn? Vậy con thích đi ô tô hơn. Vì sao con lại thích đi ô tô hơn? Vì con quen đi ô tô rồi. Con quen đi ô tô rồi. Cảm ơn con. Nhưng mà con đã đi được những nơi xa nào mà gọi là đi chơi chưa? Đi chơi xa đó. Dạ rồi. Con đi đâu nè? Đi Vũng Tàu. Rồi đi đâu nữa? Đi Nha Trang. Rồi cảm ơn con. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Yến Phi. Con nghĩ như thế nào con gái? Dạ con thích đi máy bay hơn. Vậy á hả? Vì sao con lại thích đi máy bay hơn? Dạ vì ngồi trên đó mình có thể ngắm những cảnh vật ở dưới. Dạ. Cảm ơn con. Thế còn cô bé Phương Thảo, con nghĩ như thế nào? Dạ con thích đi ô tô hơn. Vì sao vậy? Tại vì đi ô tô thoải mái. Vậy hả? Nhưng mà con đã đi qua tàu lửa chưa cái đã? Dạ rồi. Thế con được đi tàu lửa tới đâu? Dạ con đi được tàu lửa tới Vũng Tàu. Hả? Vũng Tàu có tuyến tàu lửa từ Sài Gòn đi Vũng Tàu sao? Chưa con ạ. Thế con đi được đi máy bay chưa? Chưa. À, như vậy thì có thể là con đã thường đi xe ô tô nhiều lần rồi cho nên con thích, phải không nè? Rồi, cô Quỳnh Hương cảm ơn con. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Yến Phi bắt đầu cho câu hỏi thứ hai nha. Yến Phi ơi, Yến Phi, con thấy rằng là trên bàn tay của mỗi người đều có những cái móng tay đúng không? Dạ. Và mình đi học thì cô giáo yêu cầu móng tay của mình sao? Sạch sẽ. Sạch sẽ thì nó phải như thế nào con? Dạ, thì phải các móng phải cắt. Cắt móng phải ngắn đúng không? Dạ. Nhưng mà mấy cái móng này nó lì lắm à. Để chừng tuần lễ cái nó dài ra đúng không? Dạ. Như vậy thì mỗi lần mà móng tay con dài ra thì ai là người thường hay cắt móng tay cho con? Dạ ba con. Rồi cảm ơn con rất là nhiều. Phương Thảo, ai là người thường hay cắt móng tay cho con? Dạ mẹ cắt móng tay cho con. Vậy hả? Sao con 8 tuổi rồi con nghĩ tới lúc nào thì con có thể tự cắt móng tay được? Ngay bây giờ. Ngay bây giờ là đã có thể cắt được rồi phải không? Con có tính về nhà sẽ nói cho mẹ biết điều đó không? Dạ. Rồi cảm ơn con Phương Thảo. Chúng ta cùng trở lại với bạn Như Mai nào. Như Mai, ai sẽ là người thường hay cắt móng tay cho con ở nhà? Dạ mẹ con. Cũng là mẹ con luôn. Cô Quỳnh Hương tưởng con lớn như vậy là con sẽ tự cắt móng tay được rồi chứ à? Dạ mẹ sợ con cắt móng tay không đẹp. Không đẹp thôi chứ mà nó đâu có phạm vô đâu đâu mà sợ ha con ha. Cảm ơn con. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với câu hỏi thứ ba. Câu hỏi này được bắt đầu từ bạn Phương Thảo. Như vậy thì bây giờ con đang chuẩn bị vô lớp 3. Thế hồi ở lớp 2 đó là con học theo lối nào con? Con đi học một buổi hay là con học hai buổi? Mà trưa con về hay là con ở lại luôn trong trường cả ngày? Dạ con ở lại luôn trong trường cả ngày. Con thích ở lại luôn trong trường cả ngày không? Dạ thích. Vì sao vậy? Tại vì trong trường có nhiều bạn bè. Vậy hả? Thế bây giờ nếu mà cô Quỳnh Hương cho con ba chọn lựa. Một là con sẽ được học một buổi thôi rồi một buổi con ở nhà. Thứ hai là con cũng sẽ học hai buổi sáng và chiều nhưng buổi trưa con được về nhà ăn cơm và ngủ. Thứ ba là con sẽ học bán trú, tức là con ở luôn trong đó ăn cơm, ngủ trưa tới chiều ba mẹ mới đón về thì con sẽ chọn con thích học cái nào nhiều hơn. Dạ con học bán trú. Cảm ơn con Phương Thảo. Chúng ta cùng lắng nghe ý kiến của bạn Như Mai. Như Mai ơi, con chọn như thế nào? Dạ con học bán trú. Vì sao con thích học bán trú? Vì ở trường vui nè. Thế con không nghĩ rằng mình học một buổi ở nhà một buổi mình cũng thích vậy? Con thích à? Không, không. Ở nhà con buồn. Ở nhà buồn hả? Cảm ơn con. Thế còn bạn Yến Phi? Dạ con thích học bán trú. Con cũng đang học bán trú sao? Dạ. Có bao giờ con được học một buổi chưa? Dạ chưa. Thế
Tức là vô lớp 1 là bán trú luôn tới bây giờ đó ha? Dạ, có bữa ngày lễ thì con được học nửa buổi. Nhưng mà lúc đó con thấy vui không? Dạ, con cũng thấy bình thường. Cảm ơn con. Chúng ta đã cùng lắng nghe cả 3 ý kiến của các cô bé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón các vị phụ huynh trở lại với trường quay nào. Xin được hỏi chị Ngọc Trang với câu hỏi đầu tiên. Dạ thưa chị, nếu như mà chúng ta có 3 phương tiện để cho chọn thì chị sẽ chọn phương tiện nào ạ? Dạ xe ô tô nè, rồi xe lửa với máy bay chị. Dạ, tôi chọn xe ô tô ạ. Vì sao ạ? Tại vì đi ô tô thì bé thường xuyên đi du lịch với gia đình, còn máy bay thì bé chưa đi lần nào. Còn xe lửa thì bé đi một lần, lúc đó bé nhỏ quá không biết là bé còn có nhớ được hay không nữa. Như vậy thì có lẽ là ấn tượng về sự đi xe ô tô đã làm cho con cảm thấy rằng là con đi ô tô nhiều và con quen rồi. Cho nên 50 điểm đầu tiên dành cho gia đình chị Ngọc Trang, chúc mừng chị. Xin được hỏi ba Công Phương ạ, anh chọn như thế nào thưa anh? Bé sẽ thích đi máy bay ạ. Vì sao ạ? Tại thường thì mô tô với lại xe lửa thì bé đi, bé hay câu có lắm. Và nếu mà đi máy bay thì bé rất là thích ngắm cảnh từ trên cao. À, chỉ là vì ngắm cảnh từ trên cao thôi. Chứ không phải như người lớn là cảm thấy tiết kiệm được thời gian, đúng không anh? Và 50 điểm dành cho gia đình của anh, chúc mừng. Xin được mời mẹ Kim Chi ạ. Em chọn là xe ô tô ạ. Bởi sao? Vì bé chưa bao giờ đi xe lửa và máy bay. Thực ra chị có biết ban nãy cháu nói với là Quỳnh Hương gì không? Cháu nói là cháu đã được đi xe lửa qua một lần. Hỏi là đi đâu thì nói là đi Vũng Tàu. Cái Quỳnh Hương phát hiện ra, ủa hình như từ thành phố Hồ Chí Minh đi Vũng Tàu đâu có xe lửa đâu. Cho nên là dù cho con nói như vậy nhưng mà con nói là con thích đi xe ô tô hơn. Cho nên 50 điểm dành cho gia đình của chị, chúc mừng. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này ba Công Phương sẽ là người trả lời đầu tiên ạ. Đây là một câu hỏi mở. Anh ơi, anh phải nhớ cho rõ rằng là ở nhà ai là người thường xuyên cắt móng tay cho con? Tôi ạ. Sao mà anh có thể nở một nụ cười tự tin như vậy được? Dạ, từ khi nhỏ đến giờ. Vì sao anh không để cho mẹ cháu làm việc đó hay là một người nào khác? Tại vì ông bà ngoại thì mắt thì đã yếu, mà mẹ bé thì cắt thì mình không tin tưởng lắm. Anh nói như vậy nha, chị có đang ngồi ở dưới không? Có gì. Rồi anh có nghĩ là chị sẽ nổi giận lên vì là anh dám nói là anh không tin tưởng giao cho chị cắt móng tay cho bé không? Chắc không giận đâu. Vì sao ạ? Tại cái điều đó là nó ra thực tế rồi. Cảm ơn anh. Cho dù anh nói cái lời đó ra có thể là mít lòng đó, nhưng mà cái nụ cười của anh chắc là sẽ không làm cho chị nhà giận đâu. Và đó là chưa kể là 100 điểm sẽ đến với gia đình của anh nữa, chúc mừng. Xin được mời mẹ Kim Chi, mẹ nghĩ như thế nào? Dạ, em là người cắt móng tay cho bé ạ. Anh chị không có chọn là ba của bé giống như là ba Công Phương vậy đó. Dạ không, tại vì từ nhỏ tới lớn là em cắt không. Toàn là mẹ cắt thôi. Nhưng mà sao chị không nghĩ là tới lúc là sẽ nên để cho con gái cắt rồi? Con cũng lớn rồi đúng không ạ? Dạ, tại vì sợ bé cắt phạm, chảy máu. Cứ nên tin tưởng giao cho con một lần, phải không con Phương Thảo? Tại vì hồi nãy con đã nói với cô Quỳnh Hương là con đã có khả năng cắt được ngay từ bây giờ rồi. Nhưng điều đó chỉ có thể xảy ra sau buổi ghi hình ngày hôm nay thôi. Còn bây giờ thì phải tặng cho gia đình của con 100 điểm, chúc mừng con. Xin được mời mẹ Ngọc Trang. Dạ, ở nhà em là người thường xuyên cắt móng tay cho bé ạ. Chỉ một mình chị thôi? Dạ. Chị không nghĩ là sẽ có sự chọn lựa nào khác sao? Dạ không, có cho bé cắt thử một lần mà bé cắt thấy xấu quá nên chưa cho cắt nữa. Hai mẹ con giống nhau tới từng chi tiết, cho nên 100 điểm dành cho hai mẹ con, chúc mừng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với lại câu hỏi thứ ba, được bắt đầu từ mẹ Kim Chi. Mẹ Kim Chi ơi, rõ ràng là cả ba cô bé đều đang học bán trú cả. Nhưng nếu mà để cho các bé có một giả sử thôi, để cho các bé có một cái quyền chọn lựa đó, thì theo các anh chị, cháu sẽ thích học như thế nào hơn? Thứ nhất là học bán trú, tức là học luôn 2 buổi ở trường và có buổi trưa ở lại ngủ ăn cơm trưa ở trường luôn. Thứ hai là chỉ học một buổi thôi, còn một buổi được ở nhà chơi. Thứ ba là học 2 buổi nhưng trưa được về nhà. Em chọn là phương án thứ ba.
là học 2 buổi nhưng mà trưa về nhà nghỉ. Dạ, vì sao ạ? Dạ, vì hiện bây giờ cháu nó học 2 buổi nhưng mà trưa không được về nhà. Nó cứ than vang là nóng nực quá, mẹ cho con về buổi trưa. Thực ra nóng nực thì chắc cũng có nóng nực thôi. Nhưng mà trong cái nóng nực đó cũng có bạn bè mình chia sẻ đúng không con? Cho nên hồi nãy con gái đã chọn là con thích học bán trú và chưa có 50 điểm cho câu trả lời này. Xin được mời mẹ Ngọc Trang. Bé thích học bán trú ạ. Vì sao chị lại nghĩ là bé thích học bán trú? Tại vì nếu mà bé học một buổi bé về nhà thì cũng không ai chơi với bé. Ba với mẹ đều đi làm, thì ở trường thì có các bạn. Cho nên là có thể cháu sẽ cảm thấy rằng là chơi với bạn cùng tuổi thì vui hơn phải không ạ? Dạ. 50 điểm tiếp theo dành cho gia đình của chị, chúc mừng. Xin được mời ba con Phương. Vâng, tôi cũng xin chọn là bé sẽ thích học bán trú. Anh, sao anh lại có cái sự tự tin như vậy nữa? Bởi vì bé về nhà thì thường thì ở nhà thì không có ai hết. Nên bé ở trên trường thì bé có thể là bé rất là thích chơi với các bạn. Và 50 điểm tiếp theo dành cho Yến Phi, chúc mừng con. Kết thúc vòng chơi đầu tiên, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe số điểm của cả ba gia đình. Kết thúc vòng thi thứ nhất, gia đình bé Phương Thảo 150 điểm. Gia đình bé Yến Phi 200 điểm. Gia đình bé Như Mai 200 điểm. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng chơi thứ hai của trò chơi Bí mật gia đình. Quý vị và các bạn thân mến, ở vòng chơi này thì đến lượt ba em bé đã được vào trong xem truyện tranh và nghe nhạc tách biệt với không gian của chúng ta bên ngoài. Trong lúc đó thì ba quý vị phụ huynh đến lượt mình lại ở lại với trường quay và vượt qua ba câu hỏi. Sẽ có hai câu hỏi với đáp án mở. Bố hoặc mẹ sẽ ghi được đến 100 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với con. Và sẽ có một câu hỏi duy nhất là câu hỏi có đáp án có sẵn. Bố hoặc mẹ sẽ ghi được 50 điểm nếu có câu trả lời trùng khớp với con của mình. Chúng ta hãy cùng đến với câu hỏi đầu tiên. Câu hỏi này được bắt đầu từ mẹ Ngọc Trang nha. Ở nhà đó, thưa chị Ngọc Trang, cháu có thường hay giúp đỡ chị với công việc gia đình không ạ? Ít khi ạ. Ít khi lắm ạ. Như vậy thì chị sẽ suy nghĩ giùm cho Quỳnh Hương nha. Theo bé thì cái công việc nhà nào là khó làm nhất đối với bé? Quét nhà. Quét nhà. Đó, tại vì quét nhà mấy lần bé quét mẹ đều chê bé quét chưa sạch. Cho nên là bé cũng cảm thấy là ức trong bụng lắm thôi không ạ? Dạ, nên nghĩ chắc là bé sẽ thấy việc đó là khó. Cảm ơn mẹ Ngọc Trang. Xin được mời ba con Phương. Có lẽ là cũng là quét nhà. Cũng là quét nhà thôi. Thế ạ? Dạ, xin được mời mẹ Kim Chi. Dạ thưa chị, bé ít có khi làm việc nhà lắm. Nhưng mà lâu lâu em hay nhờ bé cọ rửa nhà tắm. Cọ rửa nhà tắm dạ, là cháu nhưng mà thích bé cái việc đó cũng không? Than là khó, cho nên em chọn là việc dọn nhà tắm là khó. Dọn nhà tắm là khó, cảm ơn ạ. Bây giờ mình thôi không nói về chuyện việc nhà nữa. Bây giờ mình nói về chuyện học của các con. Ở trường học thì cho Quỳnh Hương hỏi ba con Phương là con đang giữ chức vụ gì không ạ? Hay là cháu chỉ làm học sinh? Bé là lớp trưởng ạ. Bé đang là lớp trưởng. Bé có nói bé thích ạ. Thế thì liệu trong ba cái nhiệm vụ sau đây, nhiệm vụ nào bé sẽ thích hơn? Lớp trưởng, tổ trưởng hoặc là một gọi là một thành viên của nhóm sao đỏ? Anh có biết sao đỏ là gì không ạ? Biết ạ. Bé thì bé cũng muốn làm sao đỏ nhưng mà bé nói là bé chưa tới tuổi. Nhưng mà cái trước mắt thì chắc có lẽ là bé sẽ thích làm lớp trưởng. Cảm ơn anh. Xin được mời mẹ Kim Chi. Dạ, hiện bây giờ cháu làm tổ trưởng nhưng mà bé rất thích làm lớp trưởng. Bé rất thích làm lớp trưởng cho nên chị cũng sẽ chọn là lớp trưởng. Dạ. Dạ thưa chị, nhưng mà chị có biết làm thành viên sao đỏ là như thế nào không ạ? Dạ, là sao đỏ là những bé mà chặn ở mấy cái cổng ra vào lên cầu thang. Tức là giữ gìn an ninh trật tự cho trường đó ha. Dạ. Cũng oai lắm. Xin được cảm ơn mẹ Kim Chi. Xin được mời mẹ Ngọc Trang. Hiện tại bé cũng đang làm tổ trưởng mà em nghĩ là chắc là bé sẽ thích làm lớp trưởng. Thì có một lần lớp trưởng bị sao đó mà cô nhờ bé làm lớp trưởng, bé có vẻ phấn khởi lắm mà về khoe với mẹ. Cho nên là cả ba bạn đều thích làm lớp trưởng cả, đúng không ạ? Xin được cảm ơn. Bây giờ lại không nói chuyện đi học nữa mà lại nói chuyện ăn uống của bé đây. Rõ ràng con gái thì bạn nào cũng sẽ thích ăn đồ ngọt, đúng không ạ? Như vậy sẽ có lúc mà cháu được đưa vào tiệm bánh ngọt thì bé sẽ thích
và thường chọn mua cái loại bánh nào nhất? Xin được mời mẹ Kim Chi đầu tiên. Dạ bé sẽ chọn là bánh kem ạ. Bánh kem. Vì sao cháu thích bánh kem? Dạ tại vì cháu thích ăn béo. Cháu thích ăn béo. Dạ ngọt béo. Cho nên má cháu cũng hơi phinh phính. Cảm ơn mẹ Kim Chi. Mẹ Ngọc Trang, mẹ nghĩ thế nào? Em nghĩ bé chắc cũng sẽ chọn bánh kem ạ. Vì sao cũng lại là bánh kem mà không phải là một loại bánh ngọt nào khác? Thì thường dẫn bé đi tiệm bánh, bé cũng thích mua bánh kem. Nhưng mà rồi mua về thì mẹ cũng chẳng cho ăn. Nhưng mà bé lại hay thích mua bánh kem, chắc là bánh kem nó đẹp. Bánh kem đẹp à, yeah. Bánh kem đẹp, hay quá. Đây là lý do cũng là mới mẻ đối với Quỳnh Hương. Xin được mời ba con Phương. À, mình nghĩ nó cũng là thích bánh kem ạ. Cũng là bánh kem. Nhưng mà lý do là vì nó ngon hay là nó đẹp ạ? À, bé thì bé thích, rất là thích kem. À, thích kem, cho nên là ăn bánh kem cũng có ít nhiều gì dính tới bánh kem đúng không? Xin được cảm ơn ba con Phương. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chào đón ba em bé trở lại với trường quay. Rồi, bé Như Mai, con phải nhìn thẳng vào mắt của Quỳnh Hương và con sẽ trả lời câu hỏi sau đây. Ở nhà, con thấy công việc nhà nào là khó làm nhất đối với con? Dạ thưa con là giặt đồ. Vì sao? Con đã giặt đồ bao giờ chưa cái đã? Dạ, dạ chưa. Chưa, cho nên con thấy khó phải không? Dạ. Con có quét nhà qua chưa? Dạ rồi. Con thấy khó không? Dạ, bình thường. Thấy chưa? Quét nhà là một công việc vô cùng đơn giản. Bé gái nào ở độ tuổi 7-8 tuổi cũng có thể làm được đúng không Như Mai? Dạ. Vậy mà mẹ lại nghĩ, mẹ đánh giá thấp con quá. Mẹ nghĩ là con thấy việc đó là khó, cho nên chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này. Xin được mời bạn Yến Phi. Dạ là công việc khó làm nhất của con là lau nhà. Lau nhà hả con? Con lau nhà khó lắm không? Dạ khó. Con có làm bao giờ chưa? Dạ chưa. À, thấy con quét nhà qua chưa? Dạ rồi. Con thấy việc lau nhà như thế nào so với việc quét nhà? Dạ rất là dễ. Rất dễ, đúng không? Dạ. Trở bàn tay đúng không? Dạ. Vậy về con tối nay con quét nhà liền cho ba Phương coi chứ. Chứ thôi ba Phương tưởng con không thấy việc đó khó. Nhưng mà chưa ghi được 100 điểm luôn. Xin được mời bé Phương Thảo. Dạ là giặt đồ. Đúng là giặt đồ. Nhưng mà con ơi, mình giặt đồ bằng tay hay là giặt đồ bằng máy mà khó? Dạ, giặt đồ bằng tay. Chứ giặt đồ bằng máy khó không? Dạ không. Ừ. Rồi quét nhà khó không? Dạ không. Thế cọ rửa phòng tắm khó không? Dạ không. Thấy chưa? Như vậy thì đi về nhà sẽ làm ngay một số việc cho mẹ xem. Một là cọ rửa nhà tắm, là hai là giặt đồ, mà giặt đồ máy thôi nha. Như vậy thì cả ba ông bố và mẹ ở đây đều chưa đánh giá hết cái sự trưởng thành của con gái của mình. Cho nên cũng như hai bạn kia, bé Phương Thảo chưa ghi được 100 điểm cho câu hỏi này. Chúng ta cùng đến với câu hỏi thứ hai. Câu hỏi này được bắt đầu từ bé Yến Phi. Yến Phi ơi, cô Quỳnh Hương biết là trong lớp con là lớp trưởng đúng không? Dạ. Lớp trưởng như con như vậy là lớp trưởng dễ thương hay là lớp trưởng khó tính? Dạ dễ thương. Dễ thương lắm hả? Có bạn nào nói là con làm giúp lớp trưởng dễ thương chưa? Dạ rồi. Rồi hả? Như vậy thì trong ba vị trí sau đây con sẽ thích làm nhiệm vụ gì nha? Thứ nhất là làm đội viên đội sao đỏ. Thứ hai là được làm tổ trưởng. Thứ ba là làm lớp trưởng. Con thích làm dạ, gì? Dạ con thích làm lớp trưởng. Như con hiện làm giờ đúng không? Dạ. Con biết câu trả lời đó sẽ đem đến cho con điểm hay là làm cho con không có điểm không? Dạ có điểm. Con chắc là như vậy chứ? Dạ. Vậy thì phải quay qua ôm hôn ba một cái, bởi vì 50 điểm là dành cho con. Xin được mời bé Phương Thảo, con thích vị trí nào? Dạ con thích làm lớp trưởng. Nhưng mà con đã được làm lớp trưởng qua chưa? Dạ chưa. Thế làm lớp trưởng có gì oai hơn so với lại làm sao đỏ nào? Dạ làm lớp trưởng thì được bảo vệ các bạn. Còn làm sao đỏ không có bảo vệ các bạn sao? Dạ có. Ừ. Như vậy nhưng mà con vẫn thích làm lớp trưởng phải không nè? Dạ. Cô Quỳnh Hương quyết định tặng cho ước mơ đó của con 50 điểm, chúc mừng con. Bé Như Mai. Dạ cô thích làm lớp trưởng. Nhưng mà cô Quỳnh Hương nghe nói con đang làm tổ trưởng mà phải không? Dạ phải. Vì sao con thích làm lớp trưởng? Vì mấy bạn hay chọc ghẹo con. À,
thì khi mà con lên làm lớp trưởng các bạn không chọc kẹo con được nữa hay sao? Dạ có chứ mà ít hơn. À vậy hả? Thế cô Quỳnh Hương có nghe nói là một lần con được làm lớp trưởng mấy ngày con cũng có vẻ phấn khởi ha? Dạ. Vậy thì mình sẽ phấn đấu làm như thế nào để mình được làm lớp trưởng? Dạ học giỏi, làm gương cho mấy bạn. Đúng rồi, mình học giỏi mình phải làm gương cho mấy bạn thì mình sẽ có khả năng trở thành một lớp trưởng tốt con ha. 50 điểm tiếp theo dành cho gia đình của con, chúc mừng. Chúng ta còn một câu hỏi cuối cùng mà thôi. Câu hỏi này sẽ được bắt đầu từ bé Phương Thảo. Phương Thảo ơi, cô Quỳnh Hương thấy hai cái má của con phính phính coi cũng dễ thương đây. Thế nào con cũng thích ăn bánh ngọt đúng không nè? Dạ. Như vậy thì vào một cái tiệm bánh ngọt thì con thường hay yêu cầu ba mẹ mua cho con bánh ngọt gì? Bánh su su. Bánh su su, con tả cái bánh su su ra cô Quỳnh Hương nghe nè. Dạ nó hình tròn. Hình tròn, sao nữa, trong đó nó có cái gì? Nó kem. Nó có kem, cắn vô một cái nó béo và nó ngọt đúng không? Cô Quỳnh Hương cũng rất thích ăn bánh su su. Mà mẹ lại tưởng con thích ăn bánh kem cho nên chưa ghi được 100 điểm rồi. Bé Như Mai. Dạ con có bánh su su. Con cũng thích ăn bánh su su đúng không? Thế thì mẹ ơi, mẹ lại phải mua bánh su su cho con ăn rồi. Tại vì mẹ cũng tưởng con thích ăn bánh kem tại vì nó đẹp, cho nên chưa ghi được 100 điểm rồi. Ba Công Phương, hy vọng tràn trề dành cho ba đây. Dạ con thích ăn bánh kem. Vì sao con thích ăn bánh kem? Dạ vì nó ngon. Nó ngon rồi sao nữa con? Ngọt. Nó ngọt. Dạ. Đó là chưa kể cái bánh kem ngon ngọt đó nó ghi thêm cho gia đình con 100 điểm nữa, chúc mừng. Kết thúc vòng chơi thứ hai, chúng ta sẽ cùng nhau lắng nghe số điểm của cả ba gia đình sau hai vòng chơi. Kết thúc vòng thi thứ hai, gia đình bé Phương Thảo 200 điểm, gia đình bé Như Mai 250 điểm. Như vậy cả hai gia đình sẽ rời khỏi cuộc chơi và mỗi gia đình sẽ được 1.500.000 đồng tiền thưởng. Riêng gia đình bé Yến Phi 350 điểm sẽ được 2.000.000 đồng tiền thưởng và bước vào vòng đặc biệt. Xin chúc mừng bé Yến Phi. Thưa quý vị và các bạn, mỗi gia đình khi đến chơi ngày hôm nay sẽ nhận được một giỏ quà từ phía nhãn hàng Agrigon công ty Ajinomoto Việt Nam. Và ngoài ra, ba bạn chơi nhỏ tuổi mỗi bạn sẽ có một chú heo Agrigon rất là đáng yêu cùng theo về nhà. Thật là thú vị phải không ạ? Xin được cảm ơn cả ba gia đình cùng đến chơi ngày hôm nay. Chào mừng quý vị và các bạn đang đến với vòng chơi đặc biệt của trò chơi Bí mật gia đình. Ở vòng chơi này, chủ đề của chúng ta ngày hôm nay sẽ là những thú vui của một cô bé. Có lẽ là ba và bé Yến Phi đã hiểu nhau nhiều như thế, có lẽ ba và bé sẽ hiểu được rằng những trò chơi nào con sẽ thích nhất, con sẽ để ô số 1, số 2, số 3. Những trò chơi nào con không thích bằng thì con sẽ để ô số 4 và ô số 5. Cứ mỗi một ô hình giống nhau, hai cha con sẽ ghi được 500.000 đồng tiền thưởng. Hai ô hình giống nhau 1.000.000 đồng, ba ô hình giống nhau 1.500.000 đồng, bốn ô hình giống nhau thì có nghĩa là năm ô hình giống nhau rồi, và số tiền thưởng sẽ nhảy vọt lên đến 5.000.000 đồng. Bây giờ thì cô Quỳnh Hương sẽ cho con bộ hình này, ba bộ hình này. Sau xong, nếu còn thừa thời gian, con sẽ chạy ra phía trước và con dùng cái ngôn ngữ tay chân hoặc là điệu bộ của con để con mô tả cho ba biết là con đã chọn cái gì, 1, 2, 3, đúng không? Và ba không được trả lời gì cả, ba chỉ việc sửa mà thôi. Nếu mà hai cha con may mắn, hai cha con sẽ có thể ghi được cả năm mô hình giống nhau đấy. Bây giờ thì xin được mời con, mời ba, ba qua bên kia đi ạ. 30 giây, bắt đầu. Gắn từ ngoài gắn vô anh ơi. Cái gì thích nhất thì sẽ gắn từ ngoài gắn vô. Tức là ở ngoài nha. Ở ngoài là thích nhất nha. Như vậy có điều rất là dễ thấy là bé Yến Phi rất là thích chơi ngôi nhà búp bê. Ba thì lại nghĩ là con thích bắt bướm, trong khi bắt bướm là con là để ở ô số 5 lần đó. Như vậy cái thứ hai là con thích chơi mặc đồ cho búp bê. À, chơi cắt dán thủ công. Và như vậy thì có thể thấy rằng là hai cha con đã có
giống nhau ở một hệ ô hình duy nhất, đó là cùng làm bánh kem. Và như vậy hai cha con có thể ghi được trong vòng chơi đặc biệt này số tiền thưởng là 500.000 đồng. Kết hợp với cả các vòng chơi bên ngoài, hai cha con có thể mang về cho gia đình một số tiền thưởng trị giá 2.500.000 đồng. Và ngoài ra thì Yến Phi và hai bạn cùng chơi, mỗi bạn sẽ nhận được một cái áo thun minh hình bí mật gia đình con nhé. Con cầm lấy đi. Và bây giờ chúng ta sẽ mời hai gia đình còn lại cùng lên để chia vui cùng với chúng ta nha. Xin được mời cả hai gia đình ạ. Mai ấm gia đình à, chỉ được một con. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Bác sĩ gia đình. Bác sĩ gia đình đề cập đến những định kiến, thói quen và những cách chữa bệnh trong dân gian đang được rất nhiều người áp dụng mà không rõ đúng sai. Hãy quan tâm đến sức khỏe của mình bằng việc đón xem chương trình Bác sĩ gia đình vào lúc 19:30 tối thứ năm trên kênh HTV7. Chương trình bí mật gia đình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh cùng phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện, với sự tài trợ của nhãn hàng IG Ngon, công ty Ajinomoto Việt Nam. Chúng tôi cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi và xin đừng quên mở TV vào giờ phát sóng quen thuộc 7 giờ tối thứ ba hàng tuần trên sóng HTV7. Còn bây giờ thì xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Con là được ba mẹ ủng hộ. Xem TV. Anh thích ăn món gì? Thì con thích ăn gì anh ăn đó. Gà gì con? Con thích ăn gà chiên. Bé thấy là dễ nói chuyện với ai nhất? Với mẹ. Con quên mất đi. Công việc của bé thích. Ca sĩ à? 50 điểm để dành cho gia đình của con. Chúc mừng. 50 điểm dành cho gia đình của con. Chúc mừng. Chào mừng các bạn đến với chương trình Chung Sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Đông Tây thực hiện. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi cuộc tranh tài của hai đội. Đội Hiệp Sĩ Lợn là những ca sĩ trẻ xinh đẹp, tuy khác nhau về ngoại hình nhưng sở thích chung của cả đội là thích xem phim hoạt hình Hiệp Sĩ Lợn và thích những thứ liên quan đến các chú heo đáng yêu ngộ nghĩnh. Cả nhóm thích đi dạo phố, truy tìm những đồ trang sức lạ, được cùng nhau tung tăng ca hát. Nhóm Mây Lang Thang là những người bạn thân cùng tham gia hoạt động nghệ thuật. Sau những giờ làm việc, cả nhóm thích lang thang, ăn hàng vặt, nhất là các món ốc và uống sinh tố. Sở thích chung của nhóm là thích chơi game show. Niềm tự hào của cả nhóm là tổ chức một chương trình nghệ thuật nhỏ phục vụ khán giả. Và người dẫn chương trình của chúng ta hôm nay là nghệ sĩ ưu tú Tạ Minh Tâm. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn đến với trò chơi Chung Sức do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện. Hy vọng rằng trong chương trình hôm nay chúng ta sẽ có một buổi giải trí thật là thú vị giữa cuộc thi đấu hai đội Hiệp Sĩ Lợn và Mây Lang Thang. Trước khi bốn vòng thi đấu giữa hai đội diễn ra, chúng ta sẽ lần lượt giao lưu với từng đội. Chào Hiệp Sĩ Lợn. Chào anh Tâm, anh Tâm. Mời bạn. Đội Hiệp Sĩ Lợn xin gửi lời chào dễ thương nhất và xin tự giới thiệu, mình là đội trưởng của đội Hiệp Sĩ Lợn, mình tên là Vương Khang, heo bự nhất. Chào quý vị, mình là Quế Vân, mình là con lợn gầy nhất. Xin chào quý khán giả và tất cả các bạn, mình là Bảo Thi, mình là heo lạc loài bởi vì tất cả ba anh chị này đều mặc trang phục màu trắng, còn Thi thì mặc trang phục màu đỏ. Nhấn mạnh một lần nữa nhé, mình là heo lạc loài. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Khang Luân. Chắc các bạn nhìn cũng biết rồi, đây là một chàng heo lãng tử đẹp trai.
lần nữa. Đội hiệp sĩ lợn xin chào toàn thể quý vị khán giả, nhóm Mây Lang Thang và MC Tạ Minh Tâm. Khán giả và tất cả mọi người đang trông chờ là bốn hiệp sĩ lợn của chúng ta tung những chiêu nào để gây chúng ta một cái buổi tối thật là vui như thế này. Chúc các bạn ghi được thật nhiều điểm trong trò chơi hôm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ giao lưu với đội Mây Lang Thang. Chào các bạn, xin mời các bạn. Xin chào quý vị đang theo dõi chương trình Game Show Chung Sức. Mời quý vị và các bạn theo dõi vòng thứ hai. Xin mời thành viên thứ ba của hai đội, xin mời. Bắt tay nhau nào hai người đẹp. Đến vòng này thì chỉ còn có một câu hỏi thôi, và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 7 đáp án đang trên bảng, đó là 7 ý kiến của nhiều người, và số điểm của đáp án vẫn y như lực của trò chơi Chung Sức. Đó là số người đồng tình vậy đó. Hãy kể tên một thành phố có giá sinh hoạt đắt trên thế giới mà bạn. Paris. Còn gì nữa? Dạ, Hồng Kông ạ. Hồng Kông. Mời hai bạn trở về vị trí quyền thuộc về ai đã rõ. Một thành phố có giá sinh hoạt đắt đỏ, đó là thành phố nào bạn? Theo em thì em cảm nhận được thành phố mà có mức sinh hoạt cao là thành phố phát triển, thì đó chính là Tokyo thuộc Nhật Bản. Tokyo. Chúc mừng bạn, đó là đáp án nhiều người nghĩ đến nhất. Mời đội trưởng. Một thành phố có giá sinh hoạt đắt đỏ. New York cũng là một trong những thành phố có giá sinh hoạt đắt đỏ, em hy vọng đó là đáp án. New York. Hay lắm. Mời đội trưởng. Thành phố đắt nhất hiện tại là thành phố Moscow. Moscow. Mọi người nghĩ rằng chưa đắt lắm đâu. Ngọc Sơn. Dạ, em nghĩ là Singapore. 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 Mời hiệp sĩ lợn hội ý. Tình hiểu. London. London, một thành phố có giá sinh hoạt đắt đỏ. London. Chúc mừng bạn. Vậy là đội của bạn còn tiếp tục. Mời đội trưởng. Em nghĩ đó là thành phố Sydney của Úc à? Bạn nghĩ là thành phố Sydney của Úc. Chúng ta xem. Sydney. Mời hiệp sĩ lợn. Các bạn còn định bàn gì nữa không? Dạ hết rồi. Hết rồi phải không? Bây giờ nghe đồng đội mình nói lại lần nữa nè. Ý kiến riêng của bạn là gì Minh Luân? Theo em là thành phố Seoul của Hàn Quốc. Còn bạn? Còn theo em thì là thành phố Berlin của Đức à? Berlin của Đức. Dạ. Còn bạn? Theo em thì Bắc Kinh. Bắc Kinh của Trung Quốc. Đội trưởng? Dạ thì chắc em phải tổng hợp ý kiến là em thấy Seoul là ok nhất. Seoul, Seoul. Một thành phố có giá sinh hoạt đắt trên thế giới. Đó là Seoul. Bảy mươi bảy điểm thuộc về Mây Lang Thang. Và chúng ta xem các đáp án còn lại. Đáp án thứ hai, thành phố nào mà đắt đỏ thế? Thành phố Hồ Chí Minh. Sao? Hà Nội cao hơn nữa. Thật là bất ngờ phải không quý vị và các bạn? Kết quả sau vòng thứ hai, đội hiệp sĩ lợn có 52 điểm và dẫn trước là Mây Lang Thang 131 điểm.